Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, để điều tra về tội giết người. Bích bị tình nghi hạ độc bằng cyanua với cháu ruột. Có 5 người thân khác của nghi phạm đã lần lượt tử vong một cách bất thường trong năm qua. Trước vụ án này, từng có nhiều vụ sát hại người rúng động mà hung thủ cũng dùng cyanua làm công cụ gây án, gây nhiều cái chết thương tâm. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1977, quê Tiền Giang, về tội giết người và cướp tài sản. Theo bản án sơ thẩm, Thúy làm nghề bán vé số kiếm sống vì nợ nần không có tiền trả. Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông vui vẻ rồi hạ độc để cướp tài sản. Trong đó, Thúy nhắm đến ông VTH, sinh năm 1965, cùng hành nghề bán vé số dạo. Đêm 14 tháng 1 năm 2017, Thúy gạ gẫm ông H đến khu đất trống ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Sau khi quan hệ tình dục, người phụ nữ đưa ly cà phê chứa cyanua cho nhân tình uống, khiến đối phương tử vong tại chỗ. Thúy cướp toàn bộ vòng vàng của nạn nhân, giá trị khoảng 15 triệu đồng. Khoảng 3 tháng sau, Thúy gặp ông NVT, sinh năm 1968, gần Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Gò Công, Tiền Giang thấy ông Tê đeo nhiều vàng bạc người phụ nữ muốn giết người này để cướp tài sản. Thúy dùng chiêu cũ gạ gẫm ông Tê đến quán cà phê tròi ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công. Sau khi vui vẻ lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Thúy lén bỏ cia nua và ly cà phê. Ông Tê uống vào liền gục chết trên võng, vàng bạc trên người bị người phụ nữ dã tâm cướp sạch. Thúy sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Thúy mức án tử hình về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp án là tử hình. Dù kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng với những tội ác mình gây ra, Thúy bị cấp phúc thẩm bác đơn giữ nguyên bản án tử hình. Tháng 1 năm 2022, một vụ án rúng động dư luận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi Tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001, hạ độc giết chết cha ruột bằng cyanua. Đáng chú ý, phương thức thủ đoạn gây án của cô gái 20 tuổi lúc ấy khiến nhiều người khiếp sợ. Hồ sơ vụ án thể hiện do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên bị cha la mắng, Linh nảy sinh ý định giết cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp, sinh năm 1968, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Sau khi hạ thuốc ngủ nhưng cha không chết, cô gái lên mạng tìm hiểu về chất độc cyanua. Tối 18 tháng 1 năm 2022, ông Điệp uống nước có pha chất độc nên bị nôn ói sửa cục chết trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, Linh đi mua máy cưa về phá cửa nhà vệ sinh, kéo xác ông Điệp ra góc phía sau nhà. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng để xây với ý định giấu xác cha. Tuy nhiên, Linh thấy khó che giấu hành vi nên nghĩ ra cách đốt nhà để tạo hiện trường giả. Sau khi châm lửa, Linh chạy qua nhà ông nội thông báo có người đột nhập đốt nhà, đánh người. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách xác định Linh chính là thủ phạm gây án. Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án trung thân đối với Tống Thị Tùng Linh về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản. Bà Lê Thanh Vân, sinh năm 1956, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, từng được mệnh danh là phù thủy cyanua bởi Vân chuyên dùng chất độc này để giết người. Thủ đoạn của Vân là làm quen nạn nhân, tạo tình cảm, nhận làm con nuôi, sau đó rủ nạn nhân đi ăn uống rồi dùng chất độc cyanua sát hại họ để cướp tài sản. Từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 8 năm 2001, Vân đã giết chết 13 người ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, cướp hơn 286 triệu đồng. Đó là chưa kể 8 vụ đầu độc khác làm ba người chết và 13 người may mắn thoát nạn mà người phụ nữ này bị tình nghi là thủ phạm. Vân không chỉ ra tay thủ tiêu người ngoài mà hạ sát cả những người thân như em rể, mẹ chồng, mẹ nuôi. Trong số 13 người tử vong bởi phù thủy Sianua, có một vụ án khiến nhiều người ớn lạnh khi Vân điều nạn nhân lên chùa để ra tay. Đó là vụ giết ông Võ Hữu Khiêm, sinh năm 1945, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Như Quân, Do có quen biết từ trước, sáng mùng 4 tháng 9 năm 1999, Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng, chọn ngay tốt để nhờ người này khởi công sửa nhà mẹ của Vân. Nạn nhân mượn chiếc xe của một người bạn chở Vân lên chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương. Khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người rót ra uống. Khi ông Khiêm đi vệ sinh, Vân hạ độc và rượu. Ông Khiêm quay ra, không mảy may nghi ngờ uống hết ly rượu độc. Sau khi lên tới chùa, ông Khiêm trúng độc và gục tại chỗ. Với những hành vi sát hại người man dợ, Vân bị tòa án tuyên tử hình với các tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất độc. Tháng 10 năm 2005, người phụ nữ bị thi hành án bằng hình thức xử bắn tại Nghĩa Trang, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu làm rõ được động cơ gây án của Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, khi đầu độc cháu trai và ba thành viên khác trong gia đình tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Tại cơ quan điều tra, Bích khai là do mâu thuẫn chuyện gia đình, bà dùng sẽ ăn nua đầu độc lần lượt người thân khiến ba người tử vong, trong đó có chồng và hai cháu ruột. Công an đang tiếp tục làm rõ cái chết của con trai Bích và ông Nguyễn Văn Hải là cha ruột. Tháng 6, trong thời gian sống với gia đình anh trai thứ hai tên là Lâm, sinh năm 1979, tại căn nhà là tiệm bán cơm trên đường Hồng Vương, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, Bích xảy ra mâu thuẫn với chị dâu tên là Nhờ về chuyện sửa nhà mua bồn rửa bát. Chị dâu của Bích cho rằng, chưa đầy một năm, gia đình có 5 người chết, có thể là do cách thiết kế căn nhà không phù hợp, muốn chỉnh lại để đổi phong thủy. Dù Bích kiên quyết phản đối, vợ chồng ông Lâm vẫn thuê thợ về sửa chữa. Điều này khiến Bích bực tức, nảy sinh ý định dùng Sianua giết cháu ruột tên là NHBT 18 tuổi, là con của anh trai, để trả thù. Ngày 22 tháng 6, Bích thấy cháu Tê với gương mặt nhiều mụn nên liền đến hỏi chuyện. Vừa nói rằng trước đây mặt cô cũng như vậy, nhờ uống thuốc mát gan nên mau khỏi. Bích hỏi Tê có muốn uống thuốc đó không để mua giúp. Khi cháu trai đồng ý, Bích mua thuốc dạng viên con nhộng rồi thay bằng xe nua đưa cho Tê uống. Sau khi uống, tê hôn mê và mất chi giác, được mẹ đưa tức tốc vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ xác định là bệnh nhân nhiễm độc xì nùa. Lúc này, gia đình bên ngoài của tên này sinh nghi ngờ khi trong vòng 8 tháng, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, nhà xui ra là ông Nguyễn Văn Hải có 5 người chết bất thường. Những người này gồm có ông Hải, con rể, ba đứa cháu các nạn nhân tử vong có cùng chung triệu chứng là đau đầu, khó thở, nôn ói, tức ngực, vân vân. Linh tính nghi bị đầu độc, người cậu của Tê đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nhân Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là kẻ tình nghi nên đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại trụ sở, Bích thừa nhận đầu độc con của anh ruột để trả thù do mâu thuẫn chuyện gia đình. Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích sinh năm 1986, ngụ huyện Nhân Trạch Đồng Nai về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Từ hành vi đê hèn của Bích, dùng si ăn Hồng đoạt mạng cháu, trả thu vợ chồng anh trai vì sửa nhà trái ý mình, cộng thêm trình báo của gia đình xui ra ông Hải, công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, năm cái chết bất thường trước đó. Suốt nhiều ngày đấu tranh, Nguyễn Thị Hồng Bích bước đầu thừa nhận đã có thêm 3 lần dùng xe hạ độc chồng và hai cháu ruột. Các nạn nhân tử vong ngay tại căn nhà ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Bích khai rằng ông Nguyễn Thoại Thanh Thế, sinh năm 1985, là chồng của Bích. Gần đây không trí thú làm ăn, đam mê cờ bạc, dẫn đến nợ nần, nên nghi phạm này sinh ý định sát hại. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Bích dùng xe nua bỏ vào thuốc của chồng, khiến người đầu ấp tay gối, uống vào thì bị tức ngực, khó thở, đau đầu, rồi tử vong sau 4 ngày ở bệnh viện. Đầu tháng 1 năm 2024, sau khi chồng chết, Bích cặp bồ với một người đàn ông làm trong ngành điện lực, bị em gái thứ năm trong gia đình nói ra nói vào và mâu thuẫn tiền bạc. Sẵn có sẽ nuôi trong nhà, Bích đầu độc bé NKZ, 7 tuổi, là con của em gái, khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó tháng 5, cũng với thủ đoạn trên, Bích hạ độc cháu trai NHN 12 tuổi là con của ông Lâm, nạn nhân thiệt mạng. Từ lời khai của Bích, công an thu giữ được một bình xe ăn nua trọng lượng 0,7 kg được giấu tại Nghĩa Trang gần nhà ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Bích nợ nần nhiều người. Sau cái chết của chồng và con trai, Bích được hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ 800 triệu đồng. Số tiền này Bích tiêu xài cá nhân và trả nợ như vậy, đến nay, công an đã làm rõ được việc bích đầu độc tổng cộng là 4 người khiến 3 nạn nhân tử vong. hai nạn nhân tử vong còn lại là ông Nguyễn Văn Hải, cha ruột bích và bé mờ con trai bích vẫn còn là điều bí ẩn. Nhiều người sống tại khu vực xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch không xa lạ gì với gia đình Nguyễn Thị Hồng Bích bởi bà là bà chủ quán cơm tấm trên đường Hồng Vương ấp Sơn Hà chị L 35 tuổi ngụ địa phương cho biết, năm đám tang nhà ông Hải nối liền nhau trong 8 tháng, mọi người kinh hãi không biết vì sao, gia đình hàng xóm có nhiều người chết gần nhau như vậy. Có người đồn đoán lúc ông thế chồng của Bích Qua đời, gia đình mai táng vào giờ xấu, dẫn đến trùng tang, số khác lại cho rằng ngôi nhà có vấn đề về tâm linh chị l nói với vẻ mặt hoang mang có hôm tôi hỏi bích rằng nhà có nhiều người chết như vậy muốn bán đi nơi khác ở hay không bích nói con người sống chết có số đi đâu ở thì cũng vậy bích còn nói với một số người khác rằng đã đi xem bói thầy phán gia đình sẽ còn nhiều người chết nữa trong thời gian tới Bên cạnh đó, bà Hương, 51 tuổi, ngụ bên cạnh giáo sư Bắc Minh cho biết, khi bà thắc mắc tại sao các thành viên trong gia đình chết đều có biểu hiện giống nhau, Bích nói là do các thành viên có gen giống nhau, phát bệnh và chết tương tự, không có gì là bất thường. Khi anh NHBT phát bệnh giống biểu hiện của ông nội trước khi chết và được bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh xác định là nhiễm độc xịa nùa, cơ quan điều tra vào cuộc xác định Bích là nghi phạm đầu độc. Bà Hương không khỏi bàng hoàng. Bà nghi vấn cái chết của năm thành viên trong gia đình ông Hải trước đó có liên quan đến Bích, bà Hương chia sẻ, các chủ nợ đến tìm, mọi người mới biết Bích nợ tiền nhiều người lên đến vài tỷ đồng. Bích vẫn mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng 500 triệu đồng, con trai 250 triệu đồng, không mua cho con gái. Khi chồng và con trai chết, Bích đi lãnh tiền bảo hiểm, chụp hình khoe lên mạng xã hội.